Đại gia Ấn Độ bao trọn resort 5 sao Phú Quốc, đám cưới 4 ngày đêm. Đám cưới của cặp đôi đại gia sang chảnh Ấn Độ, chú rể Rushang Shaw và cô dâu Kavya Grewal đang làm nóng truyền thông Ấn Độ những ngày qua và lan truyền đến Việt Nam. Khi Phú Quốc được lựa chọn làm nơi diễn ra tiệc cưới xa hoa đáng mong đợi nhất 2019. Đến nay, các thông tin về lễ cưới được diễn ra tại Phú Quốc vẫn chưa được biết nhiều, ngoài thân thế cũng như mức độ chịu chơi của đặc cặp. Đại gia, gia đình cặp đôi đã thuê hai chiếc máy bay của Việt Nam để đưa bà con, họ hàng sang Việt Nam dự tiệc. Theo Wedding Sutta, trang web chuyên đưa tin về các đám cưới của Ấn Độ, dự kiến tiệc cưới của cặp đôi sẽ chính thức diễn ra vào ngày 9 tháng 3 ở khu nghỉ dưỡng Marriott Phú Quốc. Tuy nhiên, từ ngày 7 tháng 3, toàn bộ khách sạn đã được cô dâu chú rể bao trọn để đón những vị khách đặc biệt, được cho là những người nổi tiếng, tầng lớp có thu nhập cao ở Ấn Độ sang dự đám cưới của mình. Cô dâu Kavya Grewal, 32 tuổi, là nhân vật có tiếng trong giới nhà giàu Ấn Độ, đang là đồng sáng lập, sở hữu của hãng trang sức xa xỉ The Auto. Trước đó, trên tài khoản mạng cá nhân, rất nhiều hình ảnh được cô chia sẻ ngầm xác nhận thông tin về đám cưới tại Phú Quốc với những hét thang về Phú Quốc cũng như địa điểm khách sạn. Khác với người chồng khá kín tiếng, cô dâu Kavya có một hội bạn thân quy tụ toàn những nhân vật nức tiếng trong giới thời trang, người nổi tiếng tại Ấn Độ. Vào mùa hè năm ngoái, cô dâu Kavya đã tổ chức bữa tiệc độc thân hoành tráng cùng bạn bè trên hòn đảo Mykonos, Hy Lạp. Với sự góp mặt của những gương mặt đình đám trong những thời trang đầy phong cách, chuyến đi tiễn biệt đời độc thân của cô dâu cũng thể hiện đẳng cấp xa xỉ của tỷ phú. Phía khách sạn nơi diễn ra đám cưới triệu USD cho biết, cô dâu chú rể sẽ bao trọn toàn bộ khu nghỉ dưỡng này để tổ chức đám cưới, với quy mô khoảng 500 đến 700 khách mời. Fanpage của khu nghỉ dưỡng trước đó cũng phát đi thông báo không nhận khách đặt phòng trong quãng thời gian từ 7 đến 10 tháng 3 để phục vụ sự kiện này. Để chuẩn bị cho đám cưới đáng nhớ của mình, cô dâu Kavya Grewal đã ký hợp tác độc quyền với Emirency từ Potesa Besing, người đã thiết kế thiệp mời cho đám cưới của cô. Mỗi tấm thiệp mời có màu đơn sắc đều được viết tay và cá nhân hóa, đính kèm tem và gửi đến Rosa Group trong một chiếc hộp hình lục giác đẹp mắt với các hoa văn được sắp xếp đầy tinh tế. Theo thông tin từ The Fashion Interpol, đám cưới của nữ tỷ phú Kavya Grewal phải mang phong cách thời trang, mọi chi tiết đều được trau chuốt tỉ mẩn, phức tạp và xếp đặt thật hoàn hảo để tạo ra một bản hòa tấu hoàn chỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cặp đôi đại gia người Ấn Độ này tổ chức tiệc cưới ở Phú Quốc một cách trọn vẹn, an toàn. Đặng Văn Lâm vẫn được nhắc đến như một người hùng trên sân cỏ, một gã khổng lồ của khung thành Việt Nam và là nỗi ám ảnh của nhiều chân sút đối phương. Sở hữu chiều cao 1m88 và vẻ ngoài điển trai, cơ bắp cuồn cuộn, nhiều người cho rằng nếu không theo sự nghiệp quần đùi áo số, chắc hẳn Đặng Văn Lâm sẽ rất thành công với sàn catwalk. Đối với các fan girl nói riêng, người hâm mộ nói chung, thì ngoại hình của chàng thủ môn sinh năm 1993 được chú ý hơn cả. Thừa hưởng nhiều nét đẹp từ người mẹ gốc Nga và gương mặt lai Tây điển trai, thường được gọi với cái tên thân mật là Lâm Tây.
Với ngoại hình nổi bật, việc lựa chọn hay chinh phục các phong cách thời trang đối với chàng trai này không hề khó. Từ tai, khỏe khoắn của những bộ đồ thể thao hay công thức lên đồ đơn giản là sơ mi kèm quần tây vẫn toát lên được vẻ lịch lãm phong độ của một soái ca. Mới đây, sau trận đấu với Thái Lan trong khuôn khổ lượt đi vòng loại World Cup 2022, Lâm Tây đã có chuyến nghỉ ngơi trên du thuyền. Chỉ xuất hiện với một bức ảnh chụp nghiêng khi đang lái du thuyền, anh chàng này cũng đủ đốn tim triệu cô gái. Lâm Tây diện phong cách khá quen thuộc và đơn giản, áo sơ mi trắng, quần tây và đi kèm phụ kiện là chiếc kính mắt. Nếu được hỏi, chàng trai nào đang sở hữu lượng fan girl lớn nhất đội tuyển Việt Nam, chắc hẳn Lâm Tây luôn là một lựa chọn hàng đầu. Thậm chí, nhiều người còn mạnh miệng cho rằng, nếu xét về độ hot, Lâm Tây đứng thứ hai thì hiếm ai dám nhận mình là số 1. Vì không chỉ biết bắt bóng, body chuẩn mà anh còn là một nam thần áo trắng chính hiệu. Dù mặc gì cũng đẹp, nhưng ai cũng phải gật gù công nhận, mỗi lần Lâm Tây mặc sơ mi trắng, anh thật sự xuất sắc. Văn Lâm ôm chầm mẹ tại sân bay Nga sau 2 năm xa nhà. Sáng 24 tháng 11, thủ thành Đặng Văn Lâm chia sẻ hình ảnh anh trở về Nga thăm gia đình trên trang cá nhân. Đây là lần đầu tiên Văn Lâm trở lại Moscow sau 2 năm thi đấu xa nhà. Cũng trong khoảng thời gian này, anh chưa được gặp mẹ, bà Zhukova Ola. Đoạn clip ghi lại cận cảnh Lâm Tây được cả gia đình gồm các em và bố mẹ đến sân bay chào đón. Được thủ môn sinh năm 1993 chia sẻ trên trang cá nhân. Vừa nhìn thấy mẹ, Văn Lâm bước nhanh đến và ôm chầm lấy bà. Anh chàng cũng chia sẻ niềm hạnh phúc khi được gặp lại người thân và được mẹ làm sẵn bánh truyền thống của Nga mang ra sân bay cho mình. Với lịch trình bận rộn, Đặng Văn Lâm không thể thường xuyên trở về Nga thăm gia đình. Trong khi đó, bà Zhukova Olga mắc chứng sợ máy bay nên không thể di chuyển xa đến Thái Lan hay Việt Nam thăm con trai. Sau khi cùng đội tuyển Việt Nam kết thúc trận đấu cuối cùng trong năm 2019, vào tối 19 tháng 11, Văn Lâm di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, sau đó trở về Nga. Anh chàng thường xuyên cập nhật hình ảnh các chuyến đi trên trang cá nhân. Đặng Văn Lâm sinh năm 1993 là thủ môn mang hai dòng máu Việt-Nga. Anh sinh ra tại xứ Bạch Dương và đến năm 2015 trở về quê cha khoác áo câu lạc bộ Hải Phòng. Năm 2019, Văn Lâm cùng đội tuyển tham dự ASEAN Cup 2019, hoàn tất thủ tục sang Thái Lan đầu quân cho câu lạc bộ Muang Thao Intan. Chỉ một bức ảnh Lâm Tây khoe lấy hết nét đẹp của bố và mẹ, giờ mới biết ý nghĩa chiếc bánh nướng thủ môn được nhận từ sân bay. Gia đình là điểm đến bình yên nhất với bất cứ ai. Không tin thì cứ nhìn thủ môn Lâm Tây mấy ngày qua thì biết. Ở ngoài làm người hùng của bao fan hâm mộ, người đàn ông mạnh mẽ cản phá những cú fan nghẹt thở. Nhưng khi về tới gia đình, Lâm Tây trở về đúng nghĩa là một đứa con ngoan ngoãn và có phần hơi bé nhỏ nữa. Nhìn khoảnh khắc hội ngộ của Lâm Tây với bố mẹ sau 2 năm xa nhà, lúc thủ môn quốc dân nhận chiếc bánh mì nướng của mẹ ở sân bay, khi ngồi ăn cơm tối thân mật với gia đình, ai cũng thấy vui lây cho cậu. Mới đây nhất, Lâm Tây khoe bức ảnh có sự xuất hiện của bố mẹ và cô em gái. Nhìn qua một lượt, cả gia đình Lâm Tây ai cũng đẹp. Lâm Tây rất may mắn khi thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp của cả bố và mẹ. Cậu có gương mặt chữ điền với quai hàm rộng nam tính của bố, sống mũi cao và đôi mắt tròn và khóe miệng cười rất giống mẹ. Khoảnh khắc cả gia đình sum họp và cái tròn tay của bố Lâm lên vai người phụ nữ ông yêu mới dễ thương làm sao. Bạn có còn nhớ khoảnh khắc đón Lâm Tây ở sân bay, mẹ cậu đã mang theo một chiếc bánh nướng không? Không phải bà muốn gây áp lực với con dâu tương lai về độ chăm con của mình đâu.
Ẩn sau hành động ấy là những ý nghĩa sâu xa về văn hóa của người Nga đấy. Nếu bạn chưa biết, bánh mì là một biểu tượng văn hóa ẩm thực của Nga. Họ coi trọng bánh mì như chúng ta coi trọng lúa gạo. Bánh mì nướng cộng thêm một ít muối chính là món quà người Nga đặc biệt dành để chào đón những vị khách phương xa hoặc những người con xa nhà lâu ngày trở về. Nó có ý nghĩa đuổi những điều không may mắn bên ngoài, chào đón con trở về nhà. Như vậy, mẹ Lâm Tây là một người rất coi trọng truyền thống và vô cùng thương con đấy nhé. Lâm Tây và màn dậy thì thành công, càng lớn càng đẹp trai nam tính. Cách đây khoảng 26 năm, Đặng Văn Lâm, cậu bé mang trong mình hai dòng máu Việt-Nga, được sinh ra tại Moscow, Nga. Lớn lên ở xứ sở Bạch Dương xa xôi, nhưng Văn Lâm luôn được cha dạy về văn hóa Việt. Từ nhỏ, Văn Lâm đã yêu thích bóng đá nên được gia đình gửi đến đào tạo tại trường huấn luyện bóng đá nổi tiếng ở Nga. Tại đây, chàng gấu Nga bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ của mình. Đặng Văn Lâm sinh trưởng trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha anh là nghệ sĩ múa Đặng Văn Sơn, bác ruột là nghệ sĩ nhân dân Đặng Văn Hùng. Chị họ của Văn Lâm là nghệ sĩ múa Linh Nga. Tuy nhiên, anh chàng lại dành tình yêu cho bóng đá. Những năm tháng thơ ấu của Lâm dường như luôn gắn liền với trái bóng tròn. Đặng Văn Lâm có khá nhiều biệt danh như Lâm Tây, Gấu Nga. Khi loạt ảnh quá khứ của nam thủ môn được bác và chị họ chia sẻ, anh chàng còn được fan đặt cho thêm biệt danh Hoàng tử vì gương mặt đáng yêu lúc nhỏ. Năm 2010, Văn Lâm trở về Việt Nam lập nghiệp và bắt đầu hành trình 3 năm đầy thử thách. Ký hợp đồng đào tạo trẻ với Hoàng Lanh Gia Lai nhưng chỉ ngồi ghế dự bị, không để lại dấu ấn khi được gọi lên U19 Việt Nam. Từng phải sang Lào chơi cho Hoàng Anh Astafield, rồi cho mượn đến câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh trước khi trở lại Nga năm 2014. Lâm Tây từng tiết lộ anh rất thần tượng thủ môn huyền thoại Lech Yashin. Trong một bức ảnh do anh chia sẻ vào năm 2014, Đặng Văn Lâm được nhận xét có nhiều nét giống thần tượng của mình. Năm 2015, Lâm Tây không ngần ngại chia sẻ khao khát trở về Việt Nam cống hiến trong màu áo đội tuyển U23 tại SEA Games trên trang cá nhân. Bức tâm thư đầy nhiệt huyết và quyết tâm của chàng trai 22 tuổi khi ấy khiến nhiều người xúc động và ngưỡng mộ mỗi khi đọc lại. Chính con đường sự nghiệp với đầy những khó khăn, thử thách đã tô rèn một Đặng Văn Lâm giàu bản lĩnh, trưởng thành của ngày hôm nay. Hơn 20 năm đi qua, từ hoàng tử bé đáng yêu ngày nào, Lâm Tây giờ trở thành anh chàng cao ráo, điển trai, là hình mẫu lý tưởng của không ít cô gái. Rất nhiều sự đổi thay, nhưng có lẽ niềm đam mê với trái bóng thì chưa bao giờ thay đổi. Chỉ một ngày, một lớn lên trong Đặng Văn Lâm. Với những gì chàng thủ thành sinh năm 1993 đã thể hiện tại ASEAN Cup 2019, các cổ động viên hy vọng anh sẽ ngày càng tỏa sáng và thành công hơn trong sự nghiệp thể thao. Yeah.